gặt gì đâu, hình chính 13 thị trăm thôi. Của mẹ mà lấy chích chọc bá quan bắt tù ở tù với mẹ luôn. Hết luôn. Nước đâu đây? Để nó không phải chạy đồ không phải. Đó, đủ rồi á. Bé đây bé nhiều lắm đó ơi. Để kêu nói chuyện đi. Có cây đất mẹ ai biết thì bé nãy coi nói với tôi thấy đường vậy thôi chứ đừng đầu gì nữa. Và nếu chỗ chạy rồi tôi tả gấp đôi. Đừng có người tả không đá nắp đụng xanh lét đụng gì nữa. Giờ thấy đường nó chuyển hết. Nó đá rồi gì nó thu gà nào bỏ hành đâu. Nói tưởng đâu người chỗ chạy gà chạy gà đủ người đó trong độ người chạy gà đó nay thì 10 ngày như hơn 10 ngày nói ví dụ gà đâu có bán nhiêu tiền bảo hành ví dụ đó được. Đó, nó xin lát thì lợi gì nữa. Sao mà làm tính tiền cũng làm chằn chằn tiền nữa đó. Không có tiền đóng hụi gì đâu cho mượn.
có đâu mà hành hạ dữ. Giờ này chưa kịp về đúng ngang lắm gì hết lên. Đi chịu à. Dạ, mấy ông sân luôn. Sân có 7 đó. Cái này. Cái này ra mình thằng không có tiêu mình. Dỗ ngay quéo về chi nữa, đá đâu bây giờ nó phiền ngon chết không đó. Rớt nhà đi cũng giá nó mang theo. Nãy à, nãy à đó. Ai kêu tao mày à? Ăn rồi, ăn rồi. Thì ăn thuốc lên đấy rồi. Thuốc lên đấy rồi. Nói gì, rõ rồi, nhít cái giò xịn.
cái này mặt ngoài này đi chú cặp ghê lắm. Từ năm 8 năm 7 ra ngoài. Má đồ đó mua tới 18 bộ hộp dịch bỏ mắt của người ta nè. Không vô nè. Tụi nó còn lộn banh sao? Có ai có giống mình tôi đụng đưa qua thành của mình tôi cũng không đối ai có đâu lộn. Phải chế gì mới được không? Đúng rồi. Nó hút cái đầu. Nên thở thấp dưới này cái đi qua đi lại cái dưới cái đầu ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dài cỡ này mười con hụt. Dậy tôi mày hết anh. Ừ, đâu đâu ơi. Thôi thôi sao chứ để hồi nữa em ăn hả? Rồi ăn cứ. Làm cho hai người đi mà có cao ra ghi lại rồi lên đây rồi có tài. Giật về nếu anh, giật về nếu anh đâu rồi. Nhẹ quyền luôn. Bỏ con.
đổ rồi bạn ơi. Ông xanh đá đó. Ông xanh đá. Mấy lớn tuổi né là bớt con rồi. Đang chết rồi. Vô bóng. Không ráo anh vậy hả lấy. Bông đeo, bông đeo, mở tỷ số. Ai biết? Thôi gắn chi. Mình vô gắn mình đây đã vô rồi gắn. Yên tâm đi. Gà này chịu trà lắm. Má, cái đó lại trúng thì vô cái lò ruột. Bỏ mẹ đi. Lỗ gì cỡ nào nó già. Cũng chỉnh rồi. Không có loa anh Phương ơi. Mình phải chấp nhận. Phương đủ nhỏ tuổi ngoài để điều hành gì. Phương thanh năm đủ 2000 tuổi gì lý. Lý về cho mời no vô anh xài lại vô. Dạ dò bậm môi dữ nè. Anh lên thôi. Ra biên ngay. Vô gạo giữa té chứ đâu. Đặng Quy ơi. Nhỏ đi vô nữa. Trời ơi. Đừng có đá cho anh May. Cũng được, không đỡ. Nghĩ là nhưng mà phải cái nét nó có. Nó có. Nó mới phải nó ngon.
Tao uống con ly rồi. Thì nói vậy biết rồi, hỏi chi mà chị. Đi nghiêm thu đèn. Tờ vô để đi học cái đại học thành phố. Lấy ra mặt cao vậy hả? Vậy đời học thành phố, ai biết rồi. Có nhiều chớp, cái nhiều cá banh mà vợ ngồi canh ngoài mà đem vô. Chết đâu, có nước rồi sẽ chết được. Bây giờ đó cái nào đem hậu, anh quá không biết. Ủa nay mày ở đang cái gì xả rồi thằng? Xả lâu rồi. Cái giờ anh hỏi mũi gì anh biết được rồi trả lời. Cũng quá. Đúng má vậy mà cứ dành hoài hả? Không có lo cho cái tủ luôn vậy. Nó đè đè xuống dưới trước lại. Không được, thôi thôi, hồi nãy nó ra nó nói rồi. Kêu nó đụng mà nó hại à, đúng cái răng chấm chết luôn á. Cứ ra làm đá luôn. Nó bỏ cái thằng này làm già lâu dài chắc lỗ, lỗ chết luôn. Thấy nó khác rồi. Lỗ nhà cái chết luôn trời. Còn Hiệp nữa. Anh em yên tâm đi, cái đá thoải mái, ăn thua là vấn đề. Ngồi mà ăn đây đầy đục hết rồi. Tôi dọn sẵn rồi đó. Gì vậy? Còn chứ tôi mày chưa ăn nè. Hả? Ê, ê, giỡn giỡn thao rồi. Chứ tôi mày chưa ăn. Trời ơi, cái này là người ta đã bàn sáng rồi, cái chầu nhậu này năm. Năm sậy. Bia, bọt, rồi ngồi mà ăn đầy đủ thế chú Hữu. Gì vậy tình? Ê, ê, kêu con vợ nè, đâm dùm chén mới đi. Gì? Nó bên đội hậu cần ta lo. Còn nó đủ thế gian là không có đội nào bằng đội này á. Văn hậu cần có, văn nhạc có. Nói chung là không có thiếu gì, chỉ thiếu tiền thôi. Thiếu đầu tiền thôi. Đi nhậu giờ có điện hả? Tài xỉn đến với mình. Đúng rồi, không cần đồng nào lắm như vậy. Phải siêu vậy hả? Tài xỉn đến với mình, tỉnh đi với người ta. Ai cao? Vô, nhé. Lão tướng thế này á. Rồi, để đi kiếm rồi. Kiếm coi gì may alo cho. Đây. Cao dữ à. Không.
tài tài quan thái hiện giờ là mũi cắn đang chọc chọc đó nhượng. Còn quay vô cười nữa, còn quay vô cười có xe cho Kim Huệ coi không, cho Thanh Kim Huệ coi không. Thả lên trường cho té nín thở lên coi vậy qua trường nó vừa lăn lộn ngoạn một không biết sáng nay thức dậy chở đồ thằng bông nổi không không biết có đặt sinh sống xe ở mấy người hết chợ luôn xe không có lòng mua hết chợ luôn mua 100 ký heo. Cái đường các bạn. Mất quanh hay gì vậy? Đó, quanh có đóng sợ gì mất? Dạ. Vô nói chứ tao nhỏ con với thằng Tán cái đầu dữ lắm. Đụng đội viên cái lửa hoài quên hết Tán đâu giờ hả? Đội Tán là sao không ngủ lật xe lê lẹ. Hả? Thiên với vô Trung Hoàng sao Tán được? Mất được không ngủ viên xây cỡ đâu có nổi. Nó đổi vậy còn biết bệnh đâu nữa mà. Đang
không được rồi, xếp té. Uống ghế gì sao vô làm cao ráo rồi. Nối cây dài ra nữa. Để nối cây dài. Được rồi. Ơi. Ngoài ông nội nó là ông vợ chứ. Đã bị đá chưa luôn ông đại gì nữa. Ui ba yếu dữ hả? Ui ba mới lấy con xíu ra rồi. Có những chữ gầm. Thấy tối về ông chửi. Lên lên. Bắt tiền kia về thôi ơi, về bé ơi. Thôi. Nó nhẹ đi ngắn từ từ thôi. Lên hoài luôn. Lên nó chuyện không? Từ lưng. Hello. Xà thôi. Mà nó ốm đi. Bé nào bé.
Quen như đánh vậy, quen như vậy, tài nữa nè, quy đó, quy đó,
vô đó chứ vậy. Cũng vậy, cứ cắt rốt rốt chạy xong rồi. Trời, cũng động à. Cái tắp nó lẹ lắm. Cứ cắt cái rồi, cắt cái rồi. Quỳ đá vô đá dưới rồi quên. Đá dập đi quên, cái thầm luôn. Canh nó canh đợi đứng dưới canh quanh nó. Má, giới 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 bắt nó đi dạ. Nè đi nó dạy lắm thằng. Anh thằng với anh chị nó kêu là nó nó giữ cái giữ thường đừng sợ đừng hoang từ đó. Nó dưới vô cái gì vô mơ cái gì anh ớn nó sợ chết. Trời ơi. Anh thằng cái gì sợ. Cái nguyên lại đúng không? Không sức nó giữ bình thường có mẹ luôn. Nhưng thấy cho nó ở cái kỳ nhìn qua đó đó vậy đó. Để cho nó không chạy lên dọc mà nó anh kêu cảm tâm vô cũng ra đâu có đường vậy hả? Ba người trên ba thì đá đặt ba có mình đó nó ập quá cái ông này rối không ra cũng học được. Rồi, không có gì để kéo ra rồi chứ có ăn đường không được nữa. Mấy người chân dễ đó cũng nhìn xèo gì mà thấy quanh đó. Đi quanh đồ thì đi qua đầu. Quá mà con bệnh đã ba phần ập. Cái con cạc giữ đủ má mày đi đùng đùng đó giữ. Mày lên nó giữ. Đủ mẹ nó khi mày đi luôn á. Làm luôn. Đủ má ba thằng nãy lên tao tính khi tao đi rồi kìa. Ừ đủ má mày với mày á. Chứ mày nè chứ banh. Đó tao chuyện anh khoa chúng lắp. Chuyện này tao với ba người cái chuyện. Trả tiền mày nào. Ông ơi. Ông không? Không mình kêu. Ráng né né cái đầu để em thấy đường đá cái góc. Nó trúng đầu á. Này chạy lẹ quá, không kêu để đá hồ gì biên ngon hơn. Sáu nè. Không đầu á. Chứ trên bắt anh không được, đá biên ngon á. Chứ trên chứ bắt được. Sáu nè. Đương Phi vô trụ cho hai người quạt nó đẩy lên trên đụng. Vậy sao lên lên đi. Anh đỡ vô kia đó đâu về lên vô nên trụ đi cái em đây em đem quạt trên này khỏe để cho đố ra đây hùng du biên đây nè bé đẩy lên trên nữa là đường ăn hơn chứ kéo qua đường rồi khi nào với bé dù lớn vô nữa rồi đúng rồi nữa ở ngoài đá đồ mọi người quốc tế đâu lắm đá đâu
Ủa em vô luôn, à, em đá thì em vô. Má ơi, vô coi thì khỏi không. Dạ, anh Tài giới cho giới thích đạn rồi. Anh Tài giới cho mày biết không? Anh về là sắm cái máy đi. Về là tắm xong nó vô, gửi cho máy, bán xà luôn. Tắm. Vô đi, trời đâu kèm đỡ. Đá mà không có kèm là sao đá được. 69 kìa. Đây nè, số 10 thì... Đổi bên, đổi bên. Đây, đủ rồi đó. Đổi bên. Mở con nó nghỉ luôn đi. Trời ơi, tóc thầm nữa kìa. Đá đi mà, thao đó hả? Vậy là muốn khỏi kia kìa nghỉ luôn. Để làm này nước cho nó biết. Ê, đổ cái nước ta luôn rồi. Không? Nước rồi, nước cũng đợi. Trời ơi, đền nè. Mà anh vô pha. Vô kìa, chứ đủ rồi. Tôi đủ nên lẻ nó vô cái trẻ ấy. Nói chuyện chậm rì cho cái trẻ rồi. Cái đường chặt như đó mình không bỏng cái đường đó. Chó thái xanh hai tốt béo ơi dành cho bằng bảy mai nó đào nạn bảy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chắc thì đạo trên có quạt chắc hai người rồi cháu cầm cái quạt cái mát rắn gì cốc rắn gì cốc cái ké là để đây rắn đổng cái ké ngoài đây. Cái ké nằm ngoài. Vô luôn cho đủ phụ ba con. Vậy anh ơi. Con có giật con bao nhiêu? Không. Làm đầu cái mặt giả rồi con. Được rồi con, lấy cái lu là lu ra. Ấy ấy dừng đứng vậy, dừng cầm xuống đừng cầm đó lên. Cho ca nước ra. Cho ca đá kìa. Đâu. Rồi con đi ra mở được hoài không thấy đâu. Cho cả đá kìa, áo đỏ. Vô hê, trời ơi, trời. Áo đỏ nó nước đâu. Múc ra nước mấy nhỏ nổi hoài kìa. Múc ra luôn. Con múc ra cả đá luôn. Đang rồi chạy vô. Mày với ông còn mày với ổng không? Đâu có gì cơ. Chổng đầu á. Đang quay nè. Nó đang lên YouTube hay là lên Facebook? Facebook, Facebook. YouTube về về tối mới làm mới dục lên lên YouTube. Riêng làm rồi lên YouTube nó cũng mấy chục triệu YouTube rồi. Có đồng nào? Dạ. Còn mấy năm kìa muốn lấy tiền của nó phải là 3-4 năm kìa muốn lấy tiền nó được. Mà nó nhiều thứ lắm. Nay được like được nhiêu mà Duyên? Dạ. Được like chắc được. Subscribe được cũng mấy trăm mà. Hả? Mấy trăm người đăng ký subscribe vô ngày đó mà bên nó nhiêu như được. Dạ. Cô về té cũng đúng rồi. Mẹ té nổi đạp lại lên điện. Cái cua này mẹ té cũng bún từ 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 má dễ ăn tiền nước ngoài. Ra dạ sao mới cho quỷ ngạo cái banh nó đủ máu lòn nó sau lưng tôi có khúc rồi tôi đứng lại bây giờ mà thấy quỷ đứng ngang tôi luôn ăn nay ba trận tôi đúng rồi không hỏi rút huyết chết à. Đang chạy đua với 30 cam mới thua chiều cái đội này thua lại theo như thua mà quá thua hả đơn cục bắt tay vậy nè đây đã trả tôi quánh cho bên đây. Đây đã trả hồi nói là ai thấy hả ừ. Đó, đi té luôn kìa. Đi. Kéo kìa vô. Tỷ số. Lạc tỷ số trong tài. Ờ tài luôn có đơ dữ trời. Hay quá, đang cầu đã hay hỗ trợ giữa thêm. Đá 5-6 tiền vệ giữa kìa. Cần phải đá biên đá giữa nhìn một chút tiền bóng rồi giữa có vô thủ đã. Dạ cái ông hai bước rồi. Còn mắt nó bay quen gì đâu giữa phải đâm đông chút quá. Dạ con của mình mày đi ơi, té hoài. Đâu,
dẫn vô qua dẫn vô qua được người chỗ đó má thằng cáo giận mà giận nhất trên đời vậy cái bàn này dễ nhất cáo dễ sưng không cái quán bên đây chỗ sưng lên chỗ đều nó cũng gạt đây à cái dung chi à mà cái đồ quán đồ hoài sưng trên hoài vô qua tay vô cắn hả? Hả? Vô qua tay vô cắn hả? Nó dài luôn á, té luôn rồi đục nó búng lên được. Ơi. Đánh, đánh. Đánh không gì rồi. Cái giữa không có cái gì trên có bóng. Em đây cái dĩa cho thầy nữa. Nấu cáo bằm giữa cái ba mẹ tôi nói thiệt nếu mà hai người đó đứng đó hoài không bao giờ mệt luôn bảo đảm luôn dậy ngồi tới tối à chưa cơm nước luôn sáng chắc anh đi là lụm mà không à Thank you.
Đánh. Đánh chừng hả? Đánh chưa? Đổ mà bị chết cái thầy vừa. Má mà nó dài bự quá, anh Bảy mang con dài nhỏ nhỏ luôn miếng. Bảy nãy vậy là lướt lên lợi đó không Bảy? Dài nhỏ cũng như tiền, bự như tiền. Xích đầu luôn à. Đánh đi qua, qua luôn đi, còn quay, quay ngược lại. Nhỏ mới bên chẳng quen lên chỗ chưa vớ vừa ấy đúng không, quay ngược lại liền. Tính lấy cái banh đi vô, cái banh nằm đó. Quay lại, không nhỏ bỏ giò xuống bên dưới dưới quá. Không mày mới giật bự. Đúng lên. Thì ông quánh nhỏ đụng mà nhõng bên lên cái nhỏ, nhỏ nhõng bên lên rồi. Bạn quay lại là nhỏ mới bỏ giò xuống là quẹt luôn. Không, nó không quay qua không trúng. Không đi luôn, qua luôn rồi. Chút nữa là chậm biến được đường nữa, phải không? Quay 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 quay. Từ đây ổng này không mệt luôn coi. Từ giờ có đụng banh đâu mà. Tao thắng đó thằng này không mệt luôn chứ ơi. Bị gì quá. Ở giữa không có ai chuyện đó không mệt luôn. Giữ lại mô từ từ ơi. Thank you.
leo lên. Rồi quay bên này thì cứ quay bên đó không. Đang nhìn thẳng cái đường này. Ờ, thẳng đường này không thẳng, quẹo nó ngược trở lại. Dưới chi ngược không? Dưới chi ngược không? Vô độ mẹ kia nó quằn cái mọc muốn đi ra luôn. Quay qua nó bóng hết tới hết hồng chứ.
thấy là đủ bác không thấy là không tốt rồi. Bắt bóc lỗi rồi đó đi. Từ đá lại hoặc mai với đó là đâu có chuẩn thôi. Chậm quá, bé làm bóng chậm. Nếu vừa di chuyển đó là không phải. Nó có đường ăn chứ. Gặt lại không kìm lại cái hết đường. Ăn hay thua là mới xử lý nhanh, mới mai còn đường ăn. Bọn di chuyển quá thoáng luôn, kéo lại rồi. Đợi, gì vậy? Mấy nhỏ này lẹ quá, rồi mình nói ngay, nó trẻ phải vậy rồi. Con cá sấu nó cũng được nữa. Cá kinh nghiệm, cá bụng. Đầy tối quá. Thank you.
1 rồi tới 3-1 vậy. Trời ơi trời. Coi trực tiếp kiểu kỳ quá, đá được cầu thủ đá trực tiếp kỳ quá. Anh thấy 2-1 vô gắn kìa. Tại đó anh Giang nó rồi. Thế là cái gì ạ? Đụng quá cái thay đầu dễ nheo quá. Xịn quá. Trời ơi, bóng nhỏ quá, chạy cười luôn. Cái đồ, con ngó bản đi làm gì mà đụng mình chỉ tổng tóc mẹ đi lên qua đen hay gì à? Nói cho nghe cái mà tổng tóc mẹ này đi rắc hả? Nói cho nó rõ ràng chứ vậy nói chung năm lon nữa giờ nha. Đang rượu nó lương chai á. Người đang nó làm cái không được không bài. Làm cái đá gì này nó lại hả? Đen thì thôi thanh lý hợp đồng nữa chứ gấp cho rồi. Con tài trợ thôi, đưa nó trước hết. Ủa trong tài Tây Ninh đâu rồi? Mà FIFA đó. Nó nhậu. Trời ơi, nhậu với trong tài còn tại Việt Nam không à. FIFA rồi luôn á. Con tài có, trọng luôn không á. Có rượu lại bắt tao nói như. Con bởi có rượu con đâu đá banh đâu. Trời ơi, nhậu với phó chủ tịch Trường Hòa dưới sông rồi về nhậu phó chủ tịch Long Bắc nữa. Bị lắm. Bậy á. Đứng cái banh lên tôi chuyền chứ ai cho banh trôi đi là chết. Uống lý nào rồi chứ bạn. Dài đi. Dài nữa mà không được luôn hết gì. Luôn, theo luôn. Bên đây theo luôn. Lý thì lý lấy con ma không được con phải bệnh đó chữ em vô hay gì đó phải bệnh đó lúc bệnh đó đó em vô á đủ phải bụng viên cho như hai bố ở lắm. Nó đá cái này ai theo nổi con má theo bóng chết đó luôn mày. Bỏ ông Thành chạy lên luôn rồi, đúng không? Bỏ ông Thành chạy lên rồi. Chạy
cái lòng giòn nó cái đội này là ngày xưa bằng cái đội gì chứ? Quân đệ. Còn cái đội nhà ngói riêng nữa. Có nhà ngói nữa nghe nói cái đội. Bộ mình áo đỏ. Con tâm rắn nữa chứ mày. Sư phụ. Mồi đầy đủ. Mồi quá mồi. Tôi đi đây có mồi sẵn. Hết thì mồi ai chứ. Đây. Đây. Hết mồi không? Mồi đầy đủ rồi. Quýnh giả cái miệng. Đây. Không biết được quýnh. Đây. Chứ này mà không đồng ý là con cái chứ thầy à. Trời ơi là trời. Té không? Sao vậy? Sáng té luôn hả chị ạ? Sao vậy quá liều rồi. Té. Mang để nhìn cảnh gì à? Mang dần dần vô té hết. Mấy nhỏ nó ra. Mấy nhà nữa không? Mấy vừa rồi. Làm cái nước đá nữa chị. Nó tâm nó đá hay thì cũng mệt luôn rồi. Bộ của anh đâu truyền không? Bộ mẹ bộ dí mà sức mẹ chứ truyền không? Lắm đi cái đá nó chạy. Đây đây nè, tôi nè. Đi về đâu đấy? Sao ra nhỏ nhanh dạo đêm nó lại con ngày con chết dữ nữa hả? Đổi thường đêm, nó lại cái đổi thường con đêm đủ quá ban ngày cái đổi thường nắng. Cái này không đá, đá láo bảy về mà còn đôi được bảy kinh kinh kinh. Cái thằng này chú bảy hai, đổi chú bảy không mà. Đầu có mình rồi em mới chịu nổi mình qua đây thôi. Mấy này giờ rủ chết này. Bông, đâm mấy cuốc cái này. Quá còn 30k nữa thôi. Ba triệu. Trời ơi, dàn xếp tỷ số mà. Bài trong mình chút xíu. Ba triệu nhưng mà nó chạy thôi. Ủa tiền điện vậy một ống vậy là một hai bát hai trận hả? Hôm nay gõ một con tại vì xe cha bữa nay cần có gom đồ của tiền đá ngay nhà của ông tư cảnh luôn Thank you.
Rồi nhiêu? 500 triệu nhớ dư để làm quỹ chứ gì không? Có con chọc gì đó. Cái gì bây giờ? Phải thua nhưng mà phải thua sao cho được, thua sao buồn, ăn thì cũng buồn mà thua buồn mình trả lại. Alo. Ăn cái cua như bữa mà ăn cái cua với hoài đổi châu đá. Hoài vô rồi, nhà không có đổi. Hoài vô rồi, đổi rồi. Đổi vị như vậy thì khác. Vậy em dọc vô nhà tôi đi, thùng bìa bao với hai thùng bốn hồn nha. Mẹ nó quánh cho lái nó vô, nó